Đây, lên sóng anh em, con tủ vụ ta Quảng Bình xịn luôn, cánh cong, hai cánh khảm hồng treo, hai cánh khảm hồng treo, mà con này nó lại bệ của nó là bệ phúc, ngũ phúc kim tiền, mai cài thọ. Đấy. Lèo của nó là lèo, cũng lèo phúc luôn, bệ phúc lèo phúc. Con này nó lại có một cái đặc điểm là nó lại lành, lành tuyệt đối luôn các bác. Thì nó mới hay. Tủ cánh cong vụ ta Quảng Bình xịt luôn. Hai cánh khảm hồng treo. Đấy, tủ phúc. Các bác nhìn cái lèo của nó này. Các bác nhìn cái lèo của nó, có nghĩa là con này là 10 trên 10. Lèo của nó sạch sẽ mà nó lại lành kinh khủng luôn. Không một lỗi lầm gì. Hai cánh này, các bác nhìn hai cánh này. Các bác nhìn hai cánh của nó khẳng, rực rỡ luôn. Lèo đây. Lèo bệ đây. Lèo bệ nó lệ lành đến mức độ kinh khủng các bác. Và nó con bệ, và nó con tủ này các bác nào. Các bác nào cực kỹ tính cũng đều sẽ chơi con tủ này hết các bác nhé. Bởi vì nó không có một cái lỗi nào cả. Không một lỗi nào cả về phần mộc. Đấy, kể cả về phần khảm luôn. Đây các bác nhìn đỉnh đáy đây. Đỉnh đáy lành tít luôn, ngũ ta Quảng Bình đen xì. Chân mộc. Quay rất kỹ cho các bác. Quay rất kỹ cho các bác. Hai hồi đây. Hai hồi đây. Đây là hậu đây. Hậu đây các bác nhìn. Sạch sẽ kinh khủng. Vụ ta Quảng Bình chân đẹp, đẹp nhức nhối luôn tổ, nhức nhối luôn tổ. Đây các bác nhìn cái lèo, cái lèo của nó lại lành, lành khủng khiếp như thế này. Bệ đây. Rồi ok các bác nhá, tổ này bác, các bác phải gọi ngay cho em đấy, không là lên sóng chỉ một tiếng là mất, các bác phải gọi ngay cho em nhé.